Nguyễn Việt Dũng bị tống giam, Nguyễn Phương Uyên bị bắt. Một tòa án Việt Nam hôm nay tuyên án một thanh niên 15 tháng tù vì đã mặc quân phục của Việt Nam Cộng hòa. Anh Nguyễn Việt Dũng, 29 tuổi ở Nghệ An, bị kết tội phá rối trật tự công cộng. Anh bị kết tội sau một phiên xử kéo dài nửa ngày tại một tòa án ở Hà Nội, theo một nhân viên của tòa án muốn giấu tên cho biết. Bản tin của Pháp Tấn Xã hôm nay tường thuật rằng, Nguyễn Việt Dũng mặc quân phục của Việt Nam Cộng hòa trong một cuộc biểu tình ở Hà Nội vào hồi tháng 4. Anh chỉ là một trong hàng trăm người tham gia cuộc biểu tình hưởng ứng lời kêu gọi qua trang Facebook để phản đối kế hoạch chặt cây xanh trên khắp thủ đô của chính quyền Hà Nội. Pháp Tiến xã dẫn lời luật sư Võ An Đôn nói rằng thân chủ của ông đã bị trừng phạt nặng nề hơn chỉ vì anh đã mặc quân phục của Việt Nam Cộng Hòa và thành lập một nhóm ủng hộ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Luật sư Đôn nói trường hợp của Nguyễn Việt Dũng là một trường hợp nhạy cảm về chính trị ông nói ông không đồng ý với bản án tù dành cho Việt Dũng bởi vì anh không có tội Nguyễn Việt Dũng bị bắt hồi tháng 4 và bị cầm giữ từ đó cho tới bây giờ tin của AFP tường thuật rằng hàng chục người biểu tình đã tụ tập gần tòa án mang theo các biểu ngữ nói rằng Dũng vô tội và yêu cầu trả tự do cho anh trong khi đó các tin kiểu tụt tù nhân lương tâm Nguyễn Phương Uyên vừa bị công an bắt giữ trong lúc đang ngồi uống cà phê với các bạn bè ở Sài Gòn trang mạng dân làm báo cho biết là cô Phương Uyên bị bắt vào sáng Chủ nhật 13 tháng 12 tại quán cà phê Chiêu ở quận 1. Trang mạng này nói rằng cô Uyên đã bị áp giải lên một xe công an và đưa về trụ sở của công an phường Cầu Kho ở quận 1. Tin cho hay là cô chủ quán Nguyễn Chiêu Anh cũng bị công an phường Đa Cao mời lên làm việc. hàng trăm nhân sĩ trí thức Việt Nam gửi thư ngỏ đòi